Vẫn còn máu chảy. Thế hả? Bỏ đâu, 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 nó vẫn đang chảy, đang chảy. Nó rút cái kim ra là rút ra nó vẫn còn theo cái kim. Mày biết rồi. Dạ. Con vẫn còn máu đỏ này. Dạ. Đâu con vẫn còn máu đỏ. Máu đỏ ra đấy. 21 tiếng đồng hồ. Nó còn chảy ra. 22 tiếng. 22 tiếng thì máu vẫn chảy. Nhìn này mọi người không tin, mọi người tưởng bác đang nằm ngủ ấy. Thấy này bác sĩ đang cắt kín rồi đấy, răng không hở nữa rồi đấy. Nam mô A Di Đà Phật.